Châu, kính chào quý vị khán giả, lời chào thân mến. Quý vị đang xem chương trình live show trực tiếp của đài truyền hình SPTN, chương trình của nhạc phương Nam do Tuấn Châu, Văn Trung và Ngọc Đáng phụ trách với ba tiếng đàn Hoàng Nam, Hoàng Phúc và Huy Thanh. Khách mời hôm nay đặc biệt đó là nghệ sĩ Thoại Mỹ và ca sĩ Duy Trường. Tuấn Châu Mỹ mà mời Việt Nam. Mời bác Bảy, Thoại Mỹ, Duy Trường cùng với chị Đáng có lời chào khán giả. Dạ, Văn Trung tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả đang xem đài SPTN trong chương trình cổ nhạc phương Nam. Dạ, Thoại Mỹ xin kính chào tất cả bà con cô bác đang xem đài chương trình cổ nhạc phương Nam, lời chào thân thương nhất ạ. Dạ, Duy Trường cũng xin kính chào quý vị. Ngọc Đáng có lời chào tái ngộ đến quý khán giả xem đài và đang thưởng thức chương trình cổ nhạc phương Nam. Hôm nay thì rất là đặc biệt ha. Có nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ ha. Qua là mình bắt cóc liền. Bác Bảy ha. Chút xíu chương trình càng ngày càng về sau càng hay nữa. Bác Bảy ha. Mỹ lên cái làm em cũng quýnh. Rối liền. Rối ha. Nói chung anh kỳ quá, thấy người đẹp cái là rung rồi quýnh rồi sức mồ hôi hết trơn. Hiểu không thì đã lẹo lưỡi rồi, bây giờ muốn nói không biết nói gì, ngập ngừng hoài. Bây ngập ngừng hoài, thấy người đẹp sao mà sáng trưng à. Thấy cái sân khấu nó sáng trưng. Sáng rực luôn. Vừa hôm qua thì mình có hát một cái show bên cái chương trình cải lương bên kia. Bên ngày nhà hàng Seafood Life. Một cái chương trình cổ nhạc rất là lần đầu tiên mình mới thấy chương trình cổ nhạc gần 40 bàn chị Đáng ha. Rất là vui khi có Thoại Mỹ, có Vũ Luân, chị Hồng Nga với một cái chương trình rất là đông. Cũng mừng làm Tuấn Châu, chị Đáng rất là mừng, chị Đáng hát sung quá hôm qua, chị Đáng hát sung quá. Trời ơi, sung sao được trời ơi. Lâu lâu được hội ngộ lại với nhau mà hát phải sung phải không cô Đáng? Nhất là hôm nay. Mới phải đó, thấy cái đó mới thấy là phải nói là khán giả rất còn thương cải lương. Phải nói là khi thấy Thoại Mỹ, thấy Biểu Luân mà đặc biệt nhất là chị Hồng Nga. Phải không? Phải nói chị Hồng Nga ra, phải nói là khán giả vỗ tay, phải nói nhiệt tình lắm luôn, phải nói là không cho vô luôn, nữ nghệ sĩ đó. Thấy thương ghê luôn á. Hy vọng thì đợt sau Duy Trường em phải làm một show. Chuẩn bị cái show em là cái show ca nhạc nè, nhưng mà làm gì làm phải làm một show cải lương vì em hai bên lĩnh vực. Dạ thưa em cũng cố gắng thôi, nhưng mà thật sự em có rất là nhiều phải học hỏi lắm thưa cô. Lúc nào cũng vậy, khi mà đến với chương trình cổ nhạc thì em cũng phải cố gắng tập trước, mà mấy ngày hôm nay lo show của em em không có nhớ ra được cái gì hết anh. anh biết anh bận rộn lắm. Cho biết giờ lên đây ngồi mà rối đó. Bây giờ anh Phúc chút xíu em hát cái gì, anh Phúc? Ủa anh Phúc đàn mà nó hỏi anh Phúc em hát cái gì. Thôi bây giờ đến với chương trình hôm nay anh để một khách mời đặc biệt quá thì Thoại Mỹ, anh muốn mời Thoại Mỹ, anh nghĩ là khán giả rất là muốn nghe em hát, em nói chuyện vài câu, hai câu vòng cổ đi, rồi bắt đầu mình vô chuyện của của Duy Trường. Phải nói là gần 5 năm rồi em mới được tái ngộ về Cali ngay tại quận Cam này, mà cái xuất diễn hồi tối Thoại Mỹ đã được bà con cô bác ủng hộ và dành những tình cảm ưu ái rất lớn cho Thoại Mỹ. Thoại Mỹ không có làm sao quên được, với tâm nguyện của mình là cố gắng làm sao trau dồi nghệ thuật nữa để phục vụ cho bà con những cái tiết mục đặc sắc hơn. Đúng. Và hôm nay lần đầu tiên Thoại Mỹ được đến với chương trình cổ nhạc phương Nam. Bà con ở xa quá, có thể những tiểu bang Thoại Mỹ chưa qua tới được. Thôi thì nhờ chương trình này cho Thoại Mỹ gửi đến bà con cô bác một lớp trong trích đoạn về cải lương. Mà mặc dù cái vai diễn này của Thoại Mỹ nó hơi ác một chút, nhưng đã để lại ấn tượng trong lòng của bà con cô bác. Và cũng đã tạo tên tuổi của Thoại Mỹ cho đến ngày hôm nay. Thì bây giờ trong trích đoạn này đó, Thoại Mỹ sẽ làm hai vai. Một vai là công chúa Thái Bình và một vai là Võ Tắc Thiên. Hay quá. Mời cô đứng lên nào con. Đứng lên nha. Sau tiết tiểu giám ký tên vào lá quyết thương trong lại ta, hay cho tiết tiểu giỏi. Bình phải cầm tuần lời,
sống lại ta phải sức vào đảo cổ. Đái mộ sắp chôn đời phường vô sĩ ta tâm. Tờ quyết thể mong hại tắc thiên thánh đế, là người đã thay bào tấu đạo châu nghi. Trầm tác hợp cho con cùng hắn đẹp duyên lành, sao lại âm mưu tạo phản để chiếm ngôi vương hoàng. Con xuân thời ta đã cấn nguyện trên thiên công, nắm quy quyền thiên tứ chiếm quyền dương nhai trồng. Đọc tôn quy nghiêm thâm cung, phục tùng ta phẩm quan lầu hồng. Còn như tâm tư vang giang, cuộc đời cảm quán thăng buồn. Ta giữ gian sang trị an chân nước, nhưng ai trông lại võ hoàng phải sức cảnh diệt vong. Lệnh phán giữa bể rồng là lệnh của thiên công, khác nào ngọn lửa hồng phải thiêu hủy loài lãng xoáy. Tiếc thiểu đã hại ta với cuộc đầu tử hồi, hành động châu chống xe chờ nghe tiếng gọi. Lời khai tâu chi thiên công xót thương cho trung thần, vì đã lỡ với vô tâm xin giam khinh tôi tình. Dẫu có chết con cũng chịu, cầu xin tha cho tiếc lãng. Từng ngàn năm trọn kiếp, dù phong ba xa, lòng đã quyết quyết không tha chớ chàng ca chi nhiều. Chứng an nhà quang đèn tích hiệu phát trường sử ca xin tuân lệnh qua dữ. Quá dữ à, quân sĩ chánh mặt. Cô thấy như vậy làm sao mà con công nhận đóng công nhận chỉ nhập vai một cái là con hết hồn luôn. Cảm ơn Mỹ rất là nhiều. Nghe hát đã quá lâu quá mới nghe Mỹ hát với cái chương trình Cô Nhạc Phương Nam lần đầu tiên em lên. Cảm ơn em rất nhiều. Lần đầu tiên em lên cho nên hát cũng hơi bị rung á. Mà anh cũng làm bất ngờ, mới nói mấy câu cái anh đẩy em lên hát liền. Thôi nhưng mà tại sao đóng vai ác mà đẹp là sao anh? Thường thường mấy người ác đẹp mắt lắm. To đẹp. Sao mấy người ác đẹp lắm. Để cho ta sợ được. Cảm ơn Mỹ rất là nhiều. Lê. Trang Yến Vi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sản phẩm đại diện độc quyền được USDA Organic kiểm chứng, đó là đông trùng hạ thảo, tăng cao sức đề kháng, cường dương, bổ phổi, giúp ngăn ngừa ung thư, giúp ngủ ngon và bớt đi tiểu đêm. Đối với phụ nữ, bổ âm đẹp da, giúp cho đỡ bị ợ chua và hỗ trợ bệnh trĩ. Chúng tôi xin cam kết nếu quý vị sử dụng trong vòng 10 ngày không có kết quả, quý vị sẽ được hoàn lại đúng 100% số tiền của quý vị. Xin gọi ngay để được mua 1 tặng 1.